Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, cũng là vị hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam. Nhắc đến vua Bảo Đại, không ai là không nhớ ngày 30 tháng 8 năm 1945 tại Lầu Ngọ Môn Huế diễn ra buổi lễ thoái vị của vua Bảo Đại. Ông đã trao hai vật tượng trưng cho vương quyền, chính là chiếc ấn và thanh kiếm cho đại diện chính phủ lâm thời và Việt Minh để trở về làm dân của một nước độc lập. Xoay quanh sự kiện này có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Vậy cặp ấn kiếm của vua Bảo Đại giờ ở đâu? Vua Bảo Đại thoái vị, trao ấn kiếm trong hoàn cảnh như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây! Vật tượng trưng quyền lực. Trong cuốn sách Cõi Người của Trần Huy Liệu có nói rõ chiếc quốc ấn mà Bảo Đại trao cho ông bằng vàng nặng đến 7kg. Lúc đó ông Trần Huy Liệu với sức bóc anh học trò lại bị lao tù nhiều năm nên phải lấy hết sức bình sinh mới giơ được lên cao cho đồng bào ở bốn phía nhìn thấy. Ngoài thanh kiếm nạm ngọc và cặp quốc ấn, trong buổi thoái vị, Bảo Đại còn trao cho Trần Huy Liệu một cái túi gấm bên trong có bộ quân cờ bằng ngọc. Tất cả những vật này là tài sản quốc dân nên sau đó được đưa về Hà Nội cho chính phủ lâm thời bảo quản. Hành trình lưu lạc. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân viết trong sách Chuyện Nội Cung Cựu Hoàng Bảo Đại thì hai vật này có một hành trình lưu lạc khá là ly kỳ. Dẫn lời bà Thứ Phi Mộng Điệp, Nguyễn Đắc Xuân cho biết năm 1952, chính quyền thực dân Pháp đã trao trả lại cho Bảo Đại cặp ấn kiếm. Lúc đó Bảo Đại không có ở trong nước nên bà Mộng Điệp được gọi đến nhận. Do chưa từng nhìn thấy những vật này bao giờ, bà Mộng Điệp không an tâm nên đã mời cả bà Từ Cung, mẹ cựu hoàng Bảo Đại đi máy bay lên Buôn Mê Thuột để cùng nhận. Đến khi Bảo Đại trở về biết chuyện, ông đã lấy ngay hai vật này ra xem và nhận là đúng cặp ấn kiếm ông đã trao cho đại diện chính phủ lâm thời hồi năm 1945. Ông còn nói, đúng rồi, ngày xưa những thứ này ra đi nó cứu mạng anh. Về sau, ta biết thêm là khi toàn quốc kháng chiến nổ ra, chính phủ ta đã cho chôn cất giấu nhiều đồ vật tài sản nếu không kịp đem ra chiến khu. Trong số đó có những bảo vật của triều Nguyễn như cặp ấn kiếm nói trên. Về thời điểm cặp ấn kiếm được quân Pháp tìm thấy, có những tài liệu khác nhau. Có người nói cuốn năm 1946, quân Pháp đào đất xây đồn bốt ở ngoại thành đã bắt gặp một thùng dầu hỏa bằng sắt tây. Bên trong có cái kiếm bị bẻ đôi sơn màu đen cùng một cái ấn. Một nguồn tin khác nói rằng, ngày quân Pháp bắt gặp ấn kiếm ngày 28 tháng 2 năm 1952 ở làng Nghĩa Đô và thanh kiếm bị gãy là do trong lúc đào bới người ta chạm vào. Bà Mộng Điệp cũng kể với nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân rằng, chính tay tôi đã lau chùi cho cặp ấn kiếm khi ông Lê Thanh Cảnh đi tàu bay từ Hà Nội đem lên Ban Mê Thuột giao cho tôi. Cái kiếm bị bẻ làm đôi, tôi nhờ hai người hầu cận là anh Tứ Lang và anh Thừa Tể đi hàn lại. Hai anh em đem cái kiếm đi hàn rồi nhờ người ta mài để không còn thấy dấu vết gãy. Còn cái ấn bằng vàng chính tay tôi cân nặng 12,9kg, cái núm ấn hình con rồng uốn cong và ngóc đầu lên, con rồng không được sắc sảo lắm, có đính hai hạt ngọc đỏ trông giống như con rắn. Tôi lật nó lên có bốn chữ triện ở dưới. Theo một người biết đọc chữ Hán thì bốn chữ ấy là Nguyễn Triều Chi Bảo. Sau khi chùi rửa sạch sẽ, tôi cho ngâm vào amoniac và nó sáng ra ngay. Bà Mộng Điệp nói thêm, năm 1953, chiến sự ác liệt nên Bảo Đại đã viết giấy cho bà mang hai vật này cùng một số tư trang khác sang Pháp. Tại Pháp, bà Mộng Điệp đã trao các đồ đó cho Hoàng hậu Nam Phương. Bà Hoàng Nam Phương đã cẩn thận đưa nó cất vào tủ sắt. Đến khi bà qua đời, chúng thuộc thừa kế của con trai bà là cựu thái tử Bảo Long. Câu chuyện cặp ấn kiếm lưu lạc tưởng chừng đã đến hồi kết nhưng chưa. Vào năm 1980, cựu Hoàng Bảo Đại cho xuất bản cuốn hồi ký Con rồng An Nam. Ông có ý định dùng chiếc ấn để làm vi nhét đóng vào cuối mỗi chương, nhưng Bảo Long không cho mượn. Bực mình, Bảo Đại đã kiệu Bảo Long ra tòa. Cuối cùng, tòa phân xử cho Bảo Long được giữ thanh kiếm, còn Bảo Đại giữ cái ấn. Khi Bảo Đại mất thì cái ấn về tay một bà đầm Tây, người đã sống với Bảo Đại những năm cuối đời. Còn về thanh kiếm, trước đây nó thuộc sở hữu của Bảo Long. Tuy nhiên, người ta nói rằng ông này đã nhiều lần bán đấu giá các cổ vật của hoàng gia mà ông ta giữ để lấy tiền tiêu xài, nên không biết thanh kiếm này giờ có còn ở trong tay ông hay cũng đã bán rồi. Nếu nói về giá trị thì chiếc ấn chỉ là 7kg vàng, 12,9 cân vàng nói như bà Mộng Điệp là theo đơn vị cân ta, tương đương 7kg như cách viết của ông Trần Huy Liệu. Còn thanh kiếm nặng chưa đến 1kg với một ít vàng, ngọc nạm vào. Tuy nhiên, nó là vật tượng trưng cho quyền lực quốc gia,
của nền dân chủ phong kiến đã được chuyển giao sang chế độ dân chủ Cộng hòa, bởi thế nó có giá trị lịch sử lớn lao. Thưa quý vị, bằng chiếc ấn này, vị hoàng đế cuối cùng của nhà Nguyễn đã ban hành nhiều chiếu chỉ cải cách triều chính như ra đạo dụ tuyên cáo Việt Nam độc lập, tuyên bố hủy bỏ hòa ước ký với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền Việt Nam. Và ngoài ấn kiếm trao tượng trưng, vua Bảo Đại còn chuyển giao toàn bộ tài sản quý giá của vương triều cho chính quyền cách mạng. Giây phút chuyển giao ấn kiếm của vua Bảo Đại được diễn ra trong không khí vô cùng đặc biệt. Lá cờ vàng của triều nhà Nguyễn được hạ xuống, thay vào đó là lá cờ đỏ sao vàng. Về nghi thức lễ trao ấn kiếm, ông Phạm Khắc Hòe thời bấy giờ là đồng lý ngự tiền văn phòng của vua Bảo Đại, cũng là một trong số những người đứng ra tổ chức buổi lễ đã ghi lại trong hồi ký. Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc của mình như sau. Bảo Đại đọc tờ chiếu thoái vị một cách xúc động, có khi tắt cả tiếng. Bảo Đại đọc xong thì trên kỳ đài cờ vàng của nhà vua từ từ hạ xuống và lá cờ nền đỏ thắm tươi long lanh năm cánh sao vàng được kéo lên giữa tiếng vỗ tay. Những tiếng hoan hô như sấm cắt ngang bởi 21 phát súng lệnh vang lên chào quốc kỳ mới của Tổ quốc hồi sinh. Tiếng súng lệnh chấm dứt, Bảo Đại hai tay đưa lên trao cho ông trưởng đoàn đại biểu chính phủ quốc ấn bằng vàng nặng 10kg. Chiếc quốc kiếm để trong vỏ bằng vàng nạm ngọc, rồi ông Trần Huy Liệu đọc bản tuyên bố của đoàn đại biểu chính phủ, đại diện cho chính phủ và mặt trận Việt Nam bấy giờ là hai ông Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận cũng đã ghi lại sự kiện đó trong những tập hồi ký của mình. Giống như ông Phạm Khắc Hòe, ông Trần Huy Liệu chép trong cuốn hồi ký viết năm 1960 cũng tương tự như vậy, nhưng ông có nhấn mạnh thêm. Trong giây phút thiêng liêng, nếu sự việc chỉ có thế thì cũng đơn giản thôi, nhưng trong đó còn có chuyện khá buồn cười. Hai chiếc kiếm dài, nạm ngọc và ấn vàng này, theo lời người ta nói, đều từ Gia Long để lại tạo nên sau khi đánh đổ Tây Sơn và thống trị cả nước. Cùng với ấn kiếm còn có một túi gấm đựng bộ quân cờ bằng ngọc và những thứ lặt vặt quý giá khác. Khi tiếp nhận thanh kiếm của Bảo Đại dâng lên thì không có gì đáng kể. Nhưng khi tiếp nhận chiếc ấn vàng, tôi đã phải chịu đựng sức nặng bất ngờ của cái ấn. Chiếc ấn nặng tới 7kg vàng. Nói thật với các bạn, khi giơ hai tay đỡ cái ấn, tôi có ngờ đâu nó nặng đến thế nên không chuẩn bị tư thế từ trước. Tuy vậy, khi chiếc ấn nặng trĩu nằm trong tay, tôi phải cố gắng vận dụng hết sức bình sinh để chống đỡ, không để nó trĩu xuống. Nhất là đừng để người tôi khỏi nghiêng ngả, vì tư thế của tôi lúc ấy có phải thuộc riêng của tôi đâu, mà là tư thế của một vị đại diện chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đương là một việc rất quan trọng trong giờ phút lịch sử. Trong cuốn hồi ký song đôi, nhà thơ Huy Cận có ghi lại sự việc nhưng không cụ thể. Bảo Đại đọc xong thì cột cờ hạ cờ vàng của vua xuống và kéo cờ sao đỏ vàng lên. Đồng bào vỗ tay như sấm dậy, Bảo Đại trao quốc ấn bằng vàng, đúc từ đời Minh Mạng nặng gần 10kg và quốc kiếm vỏ bằng vàng nạm ngọc nhưng lưỡi đã rỉ. Anh Liệu chuyển lại cho tôi và các đồng chí trong Ủy ban Nhân dân Cách mạng ấn và kiếm rồi đọc bản tuyên bố của đoàn đại biểu của chính phủ lâm thời. Gần đây khi còn tại thế, nhà thơ có kể lại sự kiện đó chi tiết hơn, nhưng cũng không thấy ghi cụ thể như cụ Hòe đã chép. Sau khi Bảo Đại đọc lời tuyên bố thoái vị, tới nghi thức trao ấn kiếm, chiếc kim ấn truyền quốc làm bằng vàng ròng, nặng dễ đến ngót 10kg, anh Trần Huy Liệu vốn sức yếu phải gồng lên mới cầm nổi, còn tôi dĩ nhiên với cái tuổi 26 thì 10 cân cũng nhẹ nhàng thôi. Thú vị nhất là khi cầm cây kiếm thấy vỏ ngoài dát vàng nạm ngọc rất đẹp, tôi thuận tay rút kiếm ra xem, ai dè bên trong lưỡi kiếm đã bị rỉ. Tôi hồn nhiên nói ngay vào micro, thưa đồng bào, kiếm nhà vua rỉ hết rồi. Mọi người cười ồ, Bảo Đại cũng cười. Ông ta nói, thưa phái đoàn, từ nay tôi là một người dân bình thường của nước độc lập, xin phái đoàn cho tôi một vật gì để kỷ niệm cái ngày này. Ý kiến bất ngờ, chúng tôi hội ý và tôi nhanh tay rút chiếc huy hiệu cờ đỏ sao vàng mà Ủy ban Nhân dân Cách mạng Thừa Thiên Huế tặng các thành viên của phái đoàn và cài lên ngực Bảo Đại. Đoạn nói to, xin đồng bào hoan nghênh công dân Vĩnh Thụy, nhiều tiếng vỗ tay vang lên. Qua lời thuật của các vị trên, có nhiều người thắc mắc, với khối lượng trên 10kg của chiếc ấn, lẽ nào Bảo Đại dễ dàng hai tay dâng lên một cách đơn giản như vậy? Hơn nữa, triều Nguyễn là triều đại rất chú trọng hình thức và lễ nghi, đây là việc hệ trọng lẽ nào chỉ là như vậy? Gần đây, trong một dịp họp hộ tộc, chúng tôi được một người trong họ trao cho tập tài liệu đánh máy để lưu hành nội bộ trong gia tộc. Tài liệu có tựa là Tôn Nhân Tộc Tử Liệu Hậu Duệ Hiếu Biên, người biên soạn là cụ Tôn Thất Tương. Cụ Tương năm nay đã 87 tuổi, trước cách mạng tháng 8, cụ phục vụ tại Thái Miếu ở Đại Nội Huế, dưới quyền của chú ruột là cụ Tôn Thất Am, đội trưởng đội tư tế hữu ti, hàm thất phẩm, sau đó được chuyển sang phục vụ tại Ngự Tiền Văn Phòng, dưới quyền của người bác ruột là cụ Tôn Thất Thứ,
phó đồng lý ngự tiền văn phòng mà bây giờ là cụ Phạm Khắc Hòe làm đồng lý. Trong tập tài liệu này, cụ Tương chép rằng cụ đã có mặt trên lễ đài cùng với người chú và người bác để tham dự lễ tuyên bố thoái vị của vua Bảo Đại. Qua đó, cụ đã kể lại khá chi tiết về diễn biến của nghi thức chào ấn kiếm giữa nhà vua và đại diện Việt Minh như sau. Buổi chiều ngày Hoàng thượng tuyên chiếu thoái vị, tôi thấy Hoàng thượng đứng chính giữa lầu ngọ môn, bận áo vàng, đầu chiếc khăn vàng, đi hài vàng rất nghi phong. Tầng cấp trước nền lầu thấp xuống một bậc và bên trái là hai ông Cù Huy Cận và Trần Huy Liệu, bận toàn y phục trắng. Cũng tầng cấp trên bên phải là ông bộ trưởng của Hoàng thượng tên là Nguyễn Duy Quang đứng, cũng bận âu phục trắng. Cụ Phạm Khắc Hòe thì đứng bên phải ngài và lui ra sau một bước. Một số cụ bưng khay đựng chiếu thoái vị, chiếu bà con gia tộc. Kiếm vàng, ấn vàng đều có bọc khăn thêu rồng vàng, trong đó có bác tôi đứng cạnh cụ Hòe. Góc bên phải lầu ngọ môn có các cụ khác ở đại nội, trong đó có chú tôi. Tôi cũng lò tò leo lên đến đây, đứng sau lưng chú tôi. Sau mấy phát lệnh tại chân cột cờ nổ làm hiệu lệnh, cụ Hòe dâng khay đựng chiếu thái vị lên Hoàng thượng, ngài cầm lấy và tuyên đọc. Rồi ông Phạm Khắc Hòe dâng khay để đựng tờ chiếu ấy lên, Hoàng thượng để tờ chiếu tuyên rồi lên khay. Ông Hòe bưng chiếc khay chiếu chuyển về, bác tôi dâng khay đựng ấn vàng lên Hoàng thượng. Ngài tiếp sờ tay lên rồi bác trao cho ông Nguyễn Duy Quang, ông Quang tiếp ấn vàng trao lại cho người đại diện Việt Minh thứ nhất. Tiếp đến ông Hòe dâng khay đựng kiếm vàng lên Hoàng thượng, ngài sờ tay lên kiếm xong, kiếm được chuyển đến ông Quang. Ông Quang cầm kiếm trao lại cho người đại diện Việt Minh thứ hai. Rồi bác tôi tiến lên dâng khay đựng tờ chiếu cho bà con hoàng tộc. Hoàng thượng tiếp lấy và đọc lời ban chiếu. Xong, Hoàng thượng quay gót hồi loan. Đi sau lưng là ông Bộ trưởng Nguyễn Duy Quang. Còn hai vị đại diện Việt Minh, người bưng ấn, người cầm kiếm xuống lầu ngọ môn và bước ra phía cổng trước. Bên này ông Hòe, bác tôi và các cụ ở ngự tiền văn phòng lục tục bước xuống bên sau cửa ngõ môn trở về đại nội. Trong một dịp về cố đô Huế, chúng tôi có gặp ông Nguyễn Hồng Trân. Ông Trân nguyên là giám đốc Thư viện Khoa học Huế đã nghỉ hưu. Năm 1945, ông đang học lớp nhì tiểu học và được theo mẹ đến tham dự buổi lễ hôm đó. Khi được hỏi về chi tiết của buổi lễ, ông nói rằng buổi lễ rất đông người, đứng xa thì không thấy được, chỉ có một số người đứng cận kề với lễ đài mới có thể nhận thấy. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm, tôi cảm thấy nội dung trong quyển hồi ký của cụ Phạm Khắc Hòe đã nêu sai sự thật một vài chỗ về buổi lễ thoái vị của Bảo Đại. Điều này thực tế không riêng gì tôi biết mà đã có một số vị có mặt trong buổi lễ đó đã biết chính xác. Ví dụ cụ thể là cụ Hòe viết, 21 phát súng bắn chào, thực sự chỉ có 7 phát súng lệnh. Hoặc cụ Hòe viết, ông Nguyễn Lương Bằng gắn huy hiệu cờ đỏ sao vàng cho công dân Vĩnh Thụy, thực ra là ông Cù Huy Cận gắn huy hiệu. Cũng như ông Nguyễn Hồng Trân, gần đây, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh ngày 2 tháng 9, cụ Trần Phùng bấy giờ là một thanh niên tham gia vào tổ chức thanh niên tiền tuyến, được phân công bảo vệ buổi lễ thoái vị hôm đó đã thuật lại rằng, hôm đó vua Bảo Đại đội khăn vàng mặc hoàng bảo, buổi lễ diễn ra trang nghiêm và chỉ những người có phận sự mới được tận mắt chứng kiến lễ thoái vị của vua. Sau một hồi phái đoàn chính phủ lâm thời làm việc với vua Bảo Đại, tôi thấy lá cờ vàng của triều nhà Nguyễn được hạ xuống, thay vào đó là lá cờ đỏ sao vàng, mọi người tham dự buổi lễ đều đồng thanh vỗ tay. Thưa quý vị, trải qua bao năm tháng chiến tranh với vô vàn khó khăn gian khổ, nhưng số bảo vật của vua Bảo Đại vẫn được giữ gìn gần như nguyên vẹn. Hiện nay, số cổ vật quý giá này được bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia để bảo quản trưng bày. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.